Thưa quý vị khán thính giả, chương trình truyền thế sự thì 147 chúng tôi xin được bắt đầu. Trước hết là chúng tôi xin thưa với quý vị khán thính giả là hôm nay chúng tôi có một vị khách mời là anh Trần Hòa Bình, Chủ tịch Hội Thương phê bình, và chúng tôi cũng welcome anh Nhuận mới từ phương xa trở về. Xin chúc sức khỏe anh Nhuận và xin anh Nhuận và anh Bình gửi lời chào quý vị khán thính giả. Trước tiên tôi cũng cảm ơn anh Thái, anh Nhuận, anh Thạch và anh Hùng trong chương trình Thế sự này, và tôi cũng cảm ơn quý vị khán giả của đài Thế sự ngày hôm nay. Kính chào tất cả quý khán thính giả, quý anh chị em khán giả của chương trình Thế sự chúng tôi. Tôi có vắng mặt, coi như tôi góc nhà binh nói cái là tôi vắng mặt có luật pháp hết của bà Thác, vì lý do có chuyện gia đình tôi đi một vài nước ở trên thăm con thăm cái, và về đây thì gặp cái mùa đông này như rất ấm lòng, là thì mấy anh đón vui vẻ nói chuyện rồi kia tâm tình anh em, và vì vậy mà hôm nay tôi tham gia này giống như là tham gia những chương trình từ lúc bắt đầu. Anh thấy từ cái bữa mà tôi đi là xuống 100 mấy vậy, đi từ mấy vậy, nhớ không? Nhớ nổi. Tôi đi tôi cũng nhớ ra. Tôi có nói chuyện với mấy anh em chơi là vì lý do là cảm thấy là mặt trận miền Tây yên tĩnh rồi, cho nên bỏ ra chút thời giờ đi thăm con cháu ở một hai nước trên thế giới, cho nên và gặp cái mùa này về đây thì người ta nói đi trốn lạnh á, nhưng mà tôi trở về đây đi nhận cái lạnh này và nhận được cái đón tiếp của anh em rất là nồng hậu vui vẻ. Thật ra rất cảm ơn anh em, rất cảm ơn bạn bè ở ngoài đường, ngoài quán cà phê, ngoài này kia, và chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này với anh em. Tiếp theo cái lời anh Nhuận thì chúng tôi ở trong cái ban thế sự xin welcome anh Nhuận trở về với ban thế sự, và nhân dịp là anh đi Việt Nam, Nhật Bản, Đài Hàn mấy nước đó trở về đó, đặc biệt là tại Việt Nam thì anh thấy rằng là cái ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, ông vừa chết này này mà không biết là ngày này hay là hôm qua là đưa đám rồi, thì không có biết là anh nghĩ như thế nào về ông Nguyễn Phú Trọng chết, khi anh nghĩ như thế nào? Tôi thấy là cách đây cũng một vài năm gì đó, khi ông Trọng ông đi công tác đâu dưới Cà Mau Rạch Giá về quê của ông gì đó, ông Dũng, Tấn Dũng đó, thì ông bị bệnh, ông bị sốt á, mà tôi đọc báo chí của bên Việt Nam á, hồi đó gọi là trọng bệnh. Ông bệnh nặng gọi là trọng bệnh. Nhưng mà từ đó về sau là thì tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng là gọi là lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đó, ông cái mong muốn ông rất là thôi thúc ông có một chuyến nào đi Mỹ, mà ông không thực hiện được chuyến đi Mỹ, chống Mỹ rất là chống, phải không? Nhưng mà bằng giá nào đi Mỹ, thì trong khoảng thời gian gần đây á, sự xuất hiện của ổng trên diễn đàn, trên quốc hội, trên này kia rất là thưa thớt, và những cái đó thì người ta cũng đánh giá là ổng bị bệnh. Nhưng mà đối với người cộng sản, đối với bộ chính trị cộng sản á, cái bệnh của lãnh đạo á là một bí mật quốc gia, cho nên họ không có nói ra. Cho nên đến lúc mà ổng qua đời ngày hôm bữa thứ sáu tuần rồi, khoảng 1 giờ trưa á, thì lúc đó mới nói ra. Và thì tình hình ông Trọng chết hay là ông Trọng sống hay là ông cũng vậy thôi, người khác lên thì tôi nói cũng vậy, tại vì chính sách của cộng sản là như vậy thôi. Chứ là khi nào cái thế lực mà trên đầu của cái thế lực đó thay đổi thì thế lực thay đổi. Tôi nói cái thí dụ như Tập Cận Bình của Trung Quốc, đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố không còn đảng cộng sản, thì ở Việt Nam sẽ không còn đảng cộng sản. Bởi người ta cứ nói đùa chơi là ở Bắc Kinh mà ho gà thôi, thì ở Hà Nội cảm cúm rồi. Đó, vì vậy mà không có gì thay đổi đâu. Nói chung là ông Tô Lâm hay là ông Chén Lâm hay gì là nó cũng không có thay đổi gì hết. Nó cũng vậy à, cũng đi cái đường đó là nó nói à. Tụi mình với cái tuổi tụi mình á, tôi đọc cái câu thơ của ông
ông gì viết cái bản thấp tả lắm, quyển thấp tả lắm, Phạm Thành Tiên, tức là ông thôi vậy đó, ông nói là tuổi mình đó là tuổi mà đèn sắp cạn dầu mà họ chờ mình cạn dầu thôi. Nên thấy tuổi tại tụi mình ô 80 hết rồi, đứa thì ô 80, đứa thì ô 80 chứ rồi gì nữa, mình đâu còn bùi thời gian đâu còn nhiêu nữa. Bây giờ tôi nói cũng hơi dài rồi, anh hỏi anh Thạch anh rồi có cái gì nói tôi nói xin lỗi chút xíu nha. Tại cái bộ mà ông Trọng mà ông Cúc Núi á, nghe đồn á là ổng xuống dưới âm phủ trước, ổng chuẩn bị để mà ông đón bay lên. Cũng có thể, tại vì ổng cũng muốn đi Mỹ, đi Mỹ một cách khác. Đâu đi, đi 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 cái khác, ổng muốn gặp ông bay lên dưới đó. Đi đường bay khác. Nhưng mà thưa quý anh và thưa quý vị khán thính giả, theo của chúng tôi đó, chúng tôi thấy rằng là có dù ông nào đi nữa đó, thì khi mà còn đảng cộng sản đó thì coi là đảng cử dân mầu. Dân không cần biết cái ông nào hết đó, mà dân cũng chả quan tâm cái ông nào hết. Và thì như anh nói đó, khi nào cái đảng cộng sản mà coi như là ông thầy á xuống dưới địa ngục ở đó thì Việt Nam mới kha ra được. Anh thì đi nhân cái chuyện mà nói cái chuyện về đảng cộng sản ở bên Việt Nam á, thì tôi xin lưu ý tất cả quý vị khán thính giả là trong ngày vừa qua chúng tôi có coi được những cái video clip mà những cái người trình diện ở trong cộng đồng á, trung tâm sinh hoạt cộng đồng tối hôm ngày chủ nhật á, thì trong đó đó tôi không biết là cái người sinh hoạt đó, tôi chỉ nghe nói rằng là thăng tiến hôn nhân gia đình để họ lấy quỹ để mà làm kỷ niệm 35 năm ngày kỷ niệm lập cái thăng tiến hôn nhân gia đình. Thì tôi không hiểu mà cũng không có nắm chắc được ai là cái người đứng chủ chốt ra là mướn của cộng đồng để mà làm cái đó. Là tại vì tôi nói như thế này, khi mà họ mướn cộng đồng để mà làm những cái chương trình văn nghệ thì ở trong cộng đồng thì như quý anh cũng biết rồi là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng là cái nơi mà truyền bá cái văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa 20 năm vừa qua. Chứ không phải là vô đó để mà đem những cái nhạc mà từ Việt Nam qua hát chập chình mà cái hát chập chình đó nó không, nếu mà quý vị ở nhà mà quý vị mở ra quý vị nghe, không bao giờ quý vị nghe được cái tiếng hoặc là cái giọng nói, nghe không hiểu. Chính tôi cũng không hiểu là họ hát cái gì nữa. Nhưng mà cái điểm mà chính á là dùng trung tâm văn hóa và sinh hoạt cộng đồng để làm những cái chuyện mà trái với cái tiêu chuẩn mục đích của trung tâm văn hóa cộng đồng. Sáng anh Thái nói về cái vụ mà buổi mà barbecue á, chương trình thăng tiến hôn nhân mà xảy ra tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt tự do Bunerick á, thì tôi cũng có thấy những cái clip đó đăng trên cái Facebook của một người cái tên là Paul Lục Nguyễn. Mà theo như cái Facebook của anh này á
thì anh bạn bè những người bên Công giáo rất là đông. Riêng Hà Cao Thắng á đã đứng cạnh bên bộ hội này chụp hình rồi, rất là cười, rất là tươi, chứng tỏ là Hà Cao Thắng với là cô Luật Nguyễn này á rất là thân tình. Vì cái thân tình đó mà Hà Cao Thắng đã đưa cho ông cô Luật Nguyễn này vào cái trung tâm sinh hoạt đồng và sinh hoạt. Như chúng ta đã thấy á, họ đưa những cái ca, những cái điệu ca mà điệu ca của Hà Nội á, chúng ta nghe chúng ta không biết cái gì hết mà và theo như họ để á, là họ gây quỹ để mà cho cái chương trình thăng tiến hôn nhân. Sao chúng ta nghe cái chương trình hôn nhân là chúng ta liên tưởng đến cái gì anh nói tôi nghe hôn nhân thì tôi cũng liên tưởng là cái chuyện mà thăng tiến hôn nhân với cái đêm mà gây quỹ, nó có cái mốc ngoặc vì là yêu thương gì đó, nó là dạ, tuổi trẻ yêu thương, yêu thương hay là kết nối trái tim. Hay là xe duyên gì đó thì thành ra tự nhiên sau cái phong trào mà hôn nhân này nó bùng phát vậy, và cái vụ mà cái buổi ra mắt cái đêm đó do cái cô Bạch Ngọc gì đó thì chính Hà Cao Thắng, ban cho Hà Cao Thắng là hiện diện, ông Bách cũng hiện diện, ông Triền hiện diện, Thăng cũng hiện diện, thuần tất cả những cái tay to mặt lớn trong ban chấp hành đều có mặt đó, và sau đó thì tiếp tục là cái vụ chương trình này. Chương trình là thăng tiến hôn nhân này, chúng ta qua đây bao chục năm nay chúng ta đâu có nghe cái vụ mà chương trình thăng tiến hôn nhân, sao đùng cái là trăm hoa đua nở về cái vụ hôn nhân này. Thành ra xin phép anh Hùng và thưa quý vị khán thính giả, tôi xin đính chính ở cái chỗ này. Cái chương trình thăng tiến hôn nhân này á, gia đình này á, là nó có lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Khi mà họ mà thuê cái đó theo tôi nghĩ đó, thuê cái đó để mà họ làm mà gây quỹ là cho họ. Nhưng mà cái điểm cần đáng nói ở đây là gia đình thăng tiến hôn nhân theo chỗ tôi tìm hiểu để biết là nó dính dáng về với phiến Công giáo. Thì nếu mà cái hồi mà gia đình thăng tiến hôn nhân này mà là Công giáo, tại sao họ không đem vô trong cái mấy nhà hôn của nhà thơ đó, liên lạc với mấy cái ban mục vụ ở trong nhà thờ Mount Prisan, ở nhà thờ La Temba này, ở nhà thờ Kapramata này, ở nhà thờ Marikville này, mà họ làm mà họ đi vô trung tâm, tại sao họ vô được trung tâm? Là tôi nghĩ rằng là cái hồi này nó không nằm ở trong cái dù của cộng đồng, tức như là không có đăng ký với cộng đồng. Nếu mà nếu quý vị thấy nhận thấy rằng quý vị lui lại mấy năm về trước đó, có nhiều cái hồi mà hội đoàn quốc gia nhưng mà có tính cách chính trị là không được ở trong cộng đồng, vì cộng đồng muốn giữ một cái thế trung lập. Đó thì bây giờ là ông Thắng, theo tôi tìm hiểu được biết là ông là member của trong cái gia đình thăng tiến hôn nhân này, thì có thể như vì như vậy á, là cái gia đình này mới bốc được cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng để mà gây quỹ. Mà gây quỹ á, thì cái khi người ta bốc, nếu cho người ta bốc rồi thì người ta làm gì là cái quyền của người ta, miễn sao người ta tôn trọng những cái tiêu chuẩn ở trong cái bản hợp đồng giữa cộng đồng và cái người thuê. Nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái người làm đó làm việc gì thì họ trách nhiệm, nhưng mà đối với cộng đồng thì cái ban chấp hành phải trách nhiệm về cái nội dung của cái chương trình đó. Anh Thái, tôi cũng có ý kiến chung, anh Thái, tôi rất đồng ý anh chuyện đó, là
à, mình sinh hoạt cộng đồng ở đây đó, tất cả các hội đoàn nếu mà nó có nằm dưới cái dù cộng đồng thì được quyền và mướn cái hồ đó. Nhưng mà cái trách nhiệm là trách nhiệm chính của cộng đồng đó là phải theo dõi cái nội dung sinh hoạt của cái tổ chức đó. Bởi vì cái tổ chức đó muốn phải muốn mướn được cái thuê được cái cộng đồng đó, cái trung tâm cộng đồng đó thì ít nhất phải theo những cái tiêu chí nào đời này kia. Chứ để cái này là một đích xâm nhập, một xâm nhập cách tiệm tiến từ từ nhá. Thì theo như anh nói đó là nhạc không phải là nhạc đỏ như xưa nữa, mà nhạc này là nhạc hồng hồng thôi, tím tím thôi, để mà từ từ nó nhuộm. Đó là cái cách xâm nhập bây giờ. Vì vậy mà theo như anh nói là anh coi clip đó là anh không nghe được lời, không nghe được nhạc, mà nghe như là hồi xưa tụi tôi ở trong trại tù nghe Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, không có nghe cái lời gì được hết á. Thì tôi tự nhiên cái tiềm thức tôi thức dậy, tôi nhớ chuyện anh thấy. Thành ra bây giờ là nếu anh các bạn thêm gì các bạn tôi có ý kiến gì, tại vì tôi đi vắng mặt mấy tháng đó. Thì tôi đóng góp được cái gì tôi đóng góp mấy tháng thôi. Tôi có cái ý kiến như thế này. Tất cả những cái hội đoàn hay là những cái sinh hoạt nào mà được trung tâm sinh hoạt cộng đồng cho vào trung tâm sinh hoạt cộng đồng để mà sinh hoạt đó đều phải chiếu theo cái nội quy của cộng đồng, tức là họ trước tiên phải là thành viên của cộng đồng, là hội đoàn của cộng đồng thì mới được mướn vào cái trung tâm đó. Trong trường hợp này thì chúng tôi biết rằng là cái hội này đã thăng tiến hôn nhân này họ không có trong cái danh sách của hội cộng đồng, mà được ông Hà Cao Thắng cho vào, đó là cái quyền của ông Hà Cao Thắng. Mà ông Hà, như vậy là ông Hà Cao Thắng đã không tôn trọng cái nội quy của cộng đồng, và hội cộng thắng đã tự động để làm cái việc đó. Cái trách nhiệm này đó, cái chuyện này nó mình phải quy cái trách nhiệm cho ông Hà Cao Thắng. Và khi mà ông Hà Cao Thắng làm cái việc sai trái như vậy đó thì hội đồng tư vấn giám sát cũng phải có trách nhiệm, nghĩa là cố gắng cho ông ta nói rằng là cái này không nên cho vào sinh hoạt trong cộng đồng. Tôi nhớ cách đây rất lâu, chính lúc mà ông Thân á, là cũng làm ở cộng đồng, và có một lần chúng tôi là cái hội Thủ Đức á, mướn cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nhưng mà ông Thân và một số người ông Thanh đã nói rằng là chúng tôi không phải là là thành viên của cộng đồng, cho nên các ông không cho chúng tôi sinh hoạt. Rất là rõ ràng như vậy. Và chính ông Thân là người xác nhận là hội đồng tư vấn sát không đồng ý cho cái hội Thủ Đức sinh hoạt trong cộng đồng. Thì tới bây giờ cái hội này không có danh tiếng gì hết, không có gì hết, mà tự nhiên các ông cho vô cộng đồng, tức là các ông đã phá vỡ cái nội quy, và cái đó là cái trách nhiệm. Tôi nhớ lại cách đây không lâu, cộng đồng chúng ta tổ chức nhạc giải Tết, thì ngay cả cái hội mà có cái ông ngồi đây, trưởng đây là hội Thương Binh Binh, là ông là chính thức là thành viên của cộng đồng, thành viên hội cựu quân nhân, mà ông bút cho Tết thì là bên ông Hà Cao Thắng không cho. Mà trong khi mình chỉ nói ông Hà Cao Thắng thôi, thì vì ông Hà Cao Thắng là chủ tịch, tất cả ông phải chịu trách nhiệm, không có đổ cho ai hết, không đổ thừa cho Trần Nhân, Trần gì hết, mà ông Hà Cao Thắng là người chịu trách nhiệm. Trong khi đó, ông Hà Cao Thắng thì cho ông Lê Đá là không có hội viên, không có gì hết, mà được sinh hoạt, được tổ chức được chợ Tết. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải để ý, và cái điều đó là cái điều tôi nhắc nhở cho ông chủ tịch hội đồng tư vấn sát biết rằng ông Hà Cao Thắng đã không tôn trọng cái nội quy của cộng đồng. Và khi mà một ông chủ tịch không tôn trọng cái nội quy của cộng đồng nhiều lần thì chúng ta phải hợp lại tất cả ông ban tư vấn sát phải hợp lại và để đưa ra những cái ý kiến xây dựng để cảnh cáo hoặc là như thế nào đối với ông Hà Cao Thắng. Đó là cái ý kiến của tôi. Xin cảm ơn anh Thạch. Có anh nào có ý kiến gì về cái mục này nữa không? Nếu không thì... Tôi đã quên đóng góp chú rồi. Đây anh Thạch nói, tôi mới nhớ anh Thạch đã phân tích về cái việc mà hồi trước đó. Tôi mới nhớ nên là tôi nói ngắn thôi. Tại vì tôi nhớ có một ông tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng nói luật là ta là luật.
Thì ở đây cũng vậy, ông Hà Cao Thắng hay mấy ông đó là luật lập của ông, mấy ông là luật lập của mấy ông, mà luật là ta là luật đó. Cũng như là bản thân tôi, bản thân ông Thạch, tôi tới cái cách ngay tới bây giờ nè, tới bây giờ nè, tháng 7 năm 2024 này nè, vẫn còn tư cách là cố vấn của hội cựu nhân. Nhưng mà khi tôi vô bầu hội cựu nhân, họ không cho, họ nói tôi không có tư cách. Mà tôi là cố vấn cho chủ tịch đó, nhưng mà tôi không có tư cách. Tại vì họ là luật, là họ là luật, họ đi trên luật, họ làm theo cái đám đông, mà đám đông theo cái lối đó, lối đó như vậy đó. Thật ra ông Thạch nhắc tôi mới nhớ nói, rồi bây giờ anh muốn chuyển qua một khác thì... Ở trên, thưa quý vị khán thính giả, thì sau cái mục vừa rồi đó, thì chúng ta cũng tạm thời qua một cái mục thứ hai mà chúng tôi xin thưa quý vị thính giả. Đây là cái mục quan trọng trong cái buổi nói chuyện thế sự 147 ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin thưa quý vị thính giả là trong những ngày tới thì Hội đồng Người Việt gốc tị nạn nước Châu, có tiếng Anh là Australia Vietnamese Refugee National Council Incorporation, thì ngày 17 tháng 8 năm 2024, 17 tháng 8, thì cái hội đồng này sẽ làm một cái buổi lễ để ra mắt Quỹ Đồng Hương và tất cả các chính giới của Úc, từ cấp liên bang tới cấp tiểu bang tới cấp cao sổ. Thì chúng tôi nhân cái ngày này thì chúng tôi xin được đại diện cho Hội đồng Người Úc gốc Việt tị nạn cộng sản tại Úc Châu, kính mời tất cả quý vị hội đoàn, các đoàn thể, quý vị đồng hương, và đặc biệt là quý vị đã là member của cái hội đồng này, xin mời quý vị đến nhà hàng quốc tế International ở đường Canlevel vào lúc 12 giờ trưa để dự cái buổi lễ ra mắt của cao sổ này. Và khách mời của cao sổ này là xin quý vị cho chúng tôi biết là quý vị đi bao nhiêu người, và nếu mà quý vị có danh sách rồi thì xin cho chúng tôi hay ở cái số điện thoại là 0402 115 048, Lê Văn Thái, và cái số điện thoại của ông Quý là 0423 867 169. Đó là hai cái số điện thoại mà quý vị liên lạc. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là nếu quý vị cho chúng tôi biết trước một thời gian khoảng chừng một tuần lễ thì chúng tôi sẽ có đủ điều kiện để sắp xếp và tổ chức cái buổi ra mắt cho nó trang trọng, và quý vị vào đó rồi quý vị sẽ thấy rằng là quý ban, tại sao có Ủy ban Người Úc gốc Việt tị nạn cộng sản tại Úc Châu, và quý vị cũng sẽ biết những cái người mà nằm ở trong cái ủy ban và những cái người nằm ở trong cái ban cố vấn của cái hội đồng đó. Một lần nữa thì chúng tôi xin nhắc nhở lại quý vị là ngày thứ Bảy, 17 tháng 8 năm 2024, rồi lúc 12 giờ trưa tại nhà hàng quốc tế International ở đường Canlevel Road, Canlevel. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Tôi nói thêm về cái vụ mà refreshment nha. Dạ thưa quý vị, anh cảm ơn anh Hùng đã nhắc nhở. Thì xin quý vị cứ đi dự bình thường, đừng có lo lắng gì cái vấn đề ẩm thực. Và sau khi mà lễ ra mắt thì chúng tôi cũng sẽ có một cái buổi ẩm thực, và chúng tôi cũng chủ trương rằng là không quyên tiền, không đóng góp, và chúng tôi cảm sự tự lực cánh sinh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nào, bây giờ cái tới cái mục mà mục kế tiếp đó là chúng tôi cũng nói về cái vụ mà bia đá của năm vị tướng ở trên Ben Thao đó, mà quý vị thấy rằng là trước ngày 16 tháng 7 năm 2024 thì cái bia đá đó gồm năm vị tướng đã bị cào mặt, đã bị cào lông mày, cào mũi, cào nghĩa là đủ thứ cào ở trong đó. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là
cho tới lúc ngày 16 tháng 7 thì chúng tôi cũng cái Council cộng đồng người Việt gốc tị nạn Úc Châu đã thực hiện một cái chuyện mà có qua rất nhiều cái vị mà mạnh thường quân cũng như cái vị khéo tay ở trong cái Council đã tình nguyện để làm lại năm cái hình của vị năm vị tướng, và sau đó là cũng có hai vị và ông Tuấn Linh đã sốt sắng mà làm những cái thùng cái khung để mà bảo vệ cái đó, cả sợ bị phá lại. Thành thì kia nếu mà có điều kiện thì xin anh Thạch có thể là nói qua thêm qua với, hay là anh Bình nói trước. Bình nói trước. Vừa phải lý do tại sao những cái buổi sáng tôi đi uống cà phê ở Đồng Tháp thì tôi nhìn thấy năm tấm hình của năm vị tướng. Tôi là người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên tôi cảm thấy rất là xót nhìn những vị tướng mà bị đập nát mặt như vậy. Người thì bị xích mũi, người thì xích lỗ tai, người thì bị gọi là bẻ cả cái miệng. Cho nên tôi muốn làm nhưng mà không biết cách nào để tôi thực hiện cái vì có một mình tôi thôi. Nhưng mà lúc đó thì có cái hội gọi là người Úc, người Việt gốc tị nạn, người Úc gốc Việt gốc tị nạn gì đó, thì có ý kiến hỏi tôi, thì trong đó có anh Hoàng Nam và anh Thạch nói nếu mà tôi làm được thì sẽ trả tiền và trả tiền công rồi tiền material cho tôi. Nhưng mà tôi nói cái này là tôi làm được, cái đó là cá nhân tôi làm, tôi không phải là hội thương phế binh làm, mà cá nhân tôi bỏ tiền túi tôi làm và tôi tặng lại cho cái hội đồng người Việt gốc tị nạn Úc Châu, rồi họ sẽ xử lý những tấm hình đó như thế nào. Và cuối cùng ngày hôm đó tôi cảm thấy rất là vui lòng, những vị tướng đã được đưa lên. Hình như là cái việc mà cái hình của năm vị tướng này nó bị phá hoại cũng đã lâu rồi đó, như là 3-4 năm nay, mà mấy năm rồi chúng ta đây có hội cựu quân nhân, đủ loại hội cựu quân nhân, mà chứ không phải chỉ một, mà hội cựu quân nhân Thủ Đức là rồi Hải quân rồi quân cảnh, tất cả đều có hội cựu quân nhân. Nhưng mà không lẽ là họ không có thấy được tại sao mà để cho cái năm bức hình của năm vị tướng, mà những vị tướng này là lãnh đạo, là chỉ huy của tất cả cái hội cựu như thế này, mà không lẽ cái ông hội cựu nhân không có làm được, tại vì tôi là dân chính nên là tôi không thể nào nói được. Thành ra tôi không biết tại làm sao mà họ suy nghĩ như thế nào, nhất là ông Bách, ông Triệt, hai ông đó là chủ tịch mà ổng là cũng đi lên đi xuống tại Bankstown thường xuyên, mà ổng thấy tại sao không làm, mà trong khi những cái buổi mà tổ chức ngày quân lực thì mấy ổng rất là xâm tụ, nhảy đầm nhảy điếc rồi đủ thứ hết cả lên. Nhưng mà chỉ có cái việc mà họ nó phá hoại như vậy mà để nó như vậy, nghĩa là bêu xấu cấp chỉ huy của mình, mà đáng lẽ thấy như vậy là mấy ông tướng như vậy, mà trong khi quân lính ở dưới mà không có ai mà để đến nỗi mà cái hội đồng của cái người Việt gốc tị nạn tại Úc này, những vị trưởng lão thấy xót xa mà phải tìm đủ mọi cách để mình là làm, thì trong đó là có anh Bình, rất là hoan nghênh anh Bình đã xung phong làm cái việc này. Cảm ơn anh em, cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Là vì năm vị tướng đó đại diện gọi là cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ là những người thủ tiết mà mất đi, là cái vong linh của họ còn nằm đó. Cho nên những buổi sáng tôi đi uống cà phê tôi nhìn thấy tôi rất là đau lòng, nhưng mà cái hội thương phế binh cũng chẳng làm gì được, mà cá nhân tôi cũng chẳng làm gì được. Cho nên, nhưng mà khi mà tôi được anh Thạch và anh Hoàng Nam ngỏ ý thì tôi bắt đầu tôi giúp cái vấn đề đó, và tôi tự bỏ tiền túi của cá nhân tôi ra, tôi làm và tôi tặng lại cho cái hội đồng gọi là người Việt gốc tị nạn Úc Châu này. Anh Thạch, tôi biết anh là lính thủy quân lục chiến, không? Thì anh cũng ở trong cái hội cựu quân nhân, thì anh nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Là năm ông tướng mà thủ tiết, tướng chết vì thần, mà không có ai mà tu bổ cái những cái bức hình đó trong suốt gần như 2 năm. 3 năm.
là tại vì cái thời gian khi mà ông Pol Huy còn còn làm chủ tịch đó, thì bị đánh phá, và sau đó là khi ông thắng lên ông, mà cũng không ai có nói năng cả. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu ở cái vai trò một cái quân nhân, cựu quân nhân như ông Thạch, thì ông nghĩ thế nào về cái hồi cựu quân nhân ở đây khi họ bỏ bê cái bức tường đó? Thưa với anh cùng tất cả quý vị á, thì sự thật ra đó, thì nếu mình trách một người nào đó hay là một nhóm nào đó thì sự thật nó ra thừa, bởi vì họ không làm hay là không nghĩ đến. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thưa như thế này, chúng tôi gồm một số anh em mà thường thường đi uống cà phê đó, chúng tôi cũng đã bàn cái chuyện này lâu rồi, và tôi nhớ là anh em mình cũng đã nói ở trên cái chương trình này là lâu rồi vấn đề làm thế nào để mà bảo quản, bảo trì những cái bức tượng hay là những cái hình ảnh của thuyền nhân gì đó. Thì chúng tôi đã có cái dự tính là làm thế nào để mà làm cho nó sạch sẽ, đừng có để những con chim nó trả rác hay cái gì đó, hay là cái bức tượng nó bị người ta tạc sơn này kia đó. Chúng tôi đã có cái ý nghĩ đó lâu rồi, và chúng tôi nghĩ là mình phải có một nhóm người để mình làm những cái công việc đó, và đặc biệt là những cái bức tượng, cái tượng của công an tướng đó mà bị đập phá như vậy, chúng tôi cũng đã đề cập đến lâu rồi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình khi mình sửa cái đó thì nó phải còn phải có một số tài chính rất là lớn, đại khái. Cho nên tụi tôi anh em với nhau cũng bàn với nhau là mình phải cố gắng làm thế nào một người góp chút ít tiền hay cái gì đó để mà có thể làm chuyện đó. Thì nhân cái cơ hội mà ở bên cái hội đồng người Việt tị nạn Phúc Châu đó, họ có đưa ra cái ý kiến mà nhờ anh Bình để mà sửa lại cái mấy cái bức tượng đó. Thì trước đó tôi cũng đã có liên hệ với lại anh Bình, mình có nói ý là mình làm sao để mình sửa lại cái bức tượng đó để cho nó hoàn tất. Và vì mình là một người lính, mặc dù tôi ở trong quân đội cũng không có lâu, những cái ngày chiến đấu ở trong quân rộng lâu cũng không có cái công trạng gì đối với cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa cả, cũng chỉ là một người lính bình thường thôi. Nhưng mà mình thấy rất là xót xa đối với cái năm cái vị tướng mà phải bị vạch mặt, bị đập bể trán, bể mặt bể mày như vậy. Thì tôi nghĩ mình không biết nói như thế nào đối với những người đại diện cho cội cựu nhân, mà người hiện tại là ông Phan Huy Bách cũng như một số anh em ở trong ban chấp hành của hội cựu quân nhân. Anh em trong ban chấp hành của quân nhân chẳng những không tham gia cái bữa xây dựng cái tượng đài của năm ông tướng, chẳng những không tham gia những buổi lễ kỷ niệm năm ông tướng, mà tới những khi mà cái bức tượng của năm ông tướng đã bị đập phá thì anh em cũng không bao giờ để ý tới và không thấy mặt một người nào ở trong hội cựu nhân. Mà tôi chỉ nói thẳng rằng cái người mà trách nhiệm đó là ông Phan Huy Bách, ông đại diện, ông ra ông ứng cử của cựu quân nhân, ông là chủ tịch hội cựu quân nhân, và những người ở trong ban chấp hành hội cựu quân nhân họ ra ứng cử của cựu quân nhân để làm gì? Để đánh người này phá người kia, cùng nhau kết hợp với Nguyễn Mạnh Tiến để mà kiện cộng đồng, hay là để làm gì? Tôi thấy chẳng có làm gì. Khi ngày buổi lễ thượng kỳ ngày 19 tháng 6 họ hủy bỏ buổi lễ kéo cờ, thì họ kéo, thay vì kéo cờ quốc gia kéo cờ lên thì họ lấy kéo cờ xuống, rồi buổi hát quốc ca thì hát, thay vì hát sau thì lại hát trước, đại khái như vậy. Họ làm những cái chuyện nó không có giống ai hết á, nhưng họ vẫn tiếp tục, họ làm. Và chúng tôi đã đưa cái chuyện đó ra, chúng tôi nói rất nhiều lần, chẳng những ở đây
ở trên đài này mà cũng có nhiều cái nơi khác chúng tôi đã có ra cái tiếng nói lên, và không bao giờ họ trả lời, không bao giờ đá động tới. Thì cái chuyện này đó, tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm đó là phải trách nhiệm của những người ở trong ban chấp hành Hội Cựu Quân Nhân, mà người đầu tiên là phải ông Phan Văn Đất. Nếu ông cảm thấy rằng cái Hội Cựu Quân Nhân mình không có làm được việc thì mình nên từ chức, hoặc là mình nên để cho những người khác họ làm. Ở đây thì không phải vì cái chức vụ đó mà mình phải cố gắng mình giành cái chức vụ đó để mình làm, mà mình làm nhục cái danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mình làm nhục cái danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa, mình làm nhục cái danh dự của người tị nạn, thì mình có nên tiếp tục để làm cái chức hộ trưởng, làm cái chức ban chấp hành của Hội Cựu Quân Nhân hay không? Đó là điều tôi muốn nói. Xin cảm ơn anh Thạch. Anh Nhuận có muốn nói gì nữa không? Anh nói cảm ơn anh hỏi thì tôi phải thưa. Năm vị tướng tử tuất sau khi Việt Nam Cộng Hòa mình suy sụp đó, sụp đổ đó, thì đó là cái biểu tượng cho một cái quân đội thua, không phải là yếu, thua không phải là những người hèn. Bởi vì những ông tướng này á, là biểu tượng cho cái tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà những cái hình, năm biểu tượng ông ở chữ Penthouse đó bị phá hoại, đó là tôi dùng chữ phá hoại rõ ràng, bị phá hoại, bị hạ nhục, bị là... Nhưng mà như anh Thạch nói đó, thì xin lỗi, như anh Hùng nói trước đó, thì nói về các hội của cụ nhân ở đây, hội A, hội B, hội C đó, đó là các hội. Còn cái chịu trách nhiệm cao nhất là trên cái hội đó là tổng là hội cụ quân nhân, và đã tất cả những cái hội đó, cái hội cao nhất là từ cụ quân nhân là ông Văn Bách làm chủ tịch đó, ông Lâm Xuân là phó chủ tịch đó, ngoài cái đều lờ đi, đều bịt mắt tay quay như không thấy, thì cái đó, đó là những điều, những người đó là những điều đáng trách, những người bị đó. Tôi đã từng nói trên chương trình này nhiều lần, ông Phan Huy Bách, ông không xứng đáng cái gì hết, ông không có xứng đáng xin nhìn mặt tôi không nên nhìn mặt ông, tôi đã nói nhiều lần cái này rồi. Ông Lâm Xuân là cũng vậy, bởi vì bên không có đủ cái bản lĩnh của người, ông không có đủ một cái cương nghị của một người lính. Ra bây giờ những cái chuyện này nè, như ông Thạch đã nói rồi đó, giao cờ thì làm không đúng lễ nghi cách, rồi làm như là hề, rồi bỏ cái ngày 19 tháng 6, bỏ cái này kia làm như hề đó. Bây giờ cái này nè, anh Bình, anh Trần Hòa Bình, anh đau lòng, anh làm, anh nghe cái hội gì đó mới ra, sắp ra mắt đó, đau lòng thấy cái chuyện đó, thì anh Trần Hòa Bình tiếp tay. Điều đó là tôi không ngồi đây mà tôi ca tụng anh Trần Hòa Bình, không có anh Trần Hòa Bình này đâu, phải có nhiều anh Trần Hòa Bình thế này nè mới làm được cái chuyện đó. Phải có một người làm gương và người khác nói theo. Thì mấy ông à, tôi mấy ngày rồi đó, ngày 19 tháng 6 rồi đó, là tôi đang ở nước ngoài, và tôi cũng được biết là mấy ông ở đây chỉ có làm cái việc là tổ chức gây quỹ, rồi tổ chức là giải đàn là. Chứ mấy ông không phải nhìn ra cái này, mấy ông phải nhìn lại, mấy ông phải sống ở tấm gương dựng trong nhà đó, và mình làm cái gì mà để người ta nói hoài vậy. Còn mà mấy ông cứ trơ mặt đó, mà rồi á là mỗi ông mặc áo thùng để xá nhau như vậy. Ở đây đâu cần gì nữa, đâu cần thằng nào phải mặc cái mang lo đại quý, mang lo tiếng táo gì đâu. Nhưng với cái quý nhất là cái tư cách mình, cái việc làm mình, chứ không phải là ba cái bông mai trên cổ này, không phải hai bông mai cổ này, không phải một bông mai cổ này. Anh trung sĩ nhất, anh binh nhất, anh làm được việc hơn mấy anh. Nên là mấy anh phải quay lại. Tôi nói bằng một hôm nay tôi nói một cái thứ hàng học lớn tiếng đó, thì mấy anh phải nhớ rằng những thằng máu nhà binh chúng tôi đã từng nói rằng quy vũ bất năng phục, chúng tôi không bao giờ bị khuất phục trước cái quy vũ nào hết đó. Và chúng tôi sẵn sàng nói thẳng với mấy ông, sẵn sàng nói kiếm với ông, và cũng sẵn sàng bắt tay với mấy ông nếu mấy ông bị phục thiệt. Đó là cái lời nói của tôi hôm nay. Tôi xin thêm một chút nữa đó, nãy tôi vừa nói đó, thì trên cái chương trình của Hoàng Nam cũng như anh Thái có đề cập đến cái cá nhân chúng tôi, và cũng anh Tuấn Linh,
thì chúng tôi cũng xin thưa như thế này này, cái sự đóng góp này đó và cái ý kiến mà sửa lại những cái bức tượng này đó không phải là cá nhân chúng tôi không, mà rất nhiều người, và rất nhiều người xung phong nói rằng là nếu anh làm đi rồi sẵn sàng chúng tôi sẽ đóng tiền, nếu tốn tiền một điều chúng tôi đóng, và chúng tôi cũng xin tạm giấu tên, nhưng mà rất nhiều người, những anh em chúng tôi uống cà phê ai cũng nắm lòng, cũng đồng ý là cứ làm đi rồi tốn bao nhiêu anh em chúng tôi sẽ góp. Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng tôi rất là may là cái sự tốn tiền đó nó cũng không có bao nhiêu, và chúng tôi có thể nói là một vài anh tiêu biểu mà đóng góp đó, chẳng hạn như là Tuấn Linh, anh Châu Sa cũng có đóng góp một ít tiền thì nó đủ rồi. Chứ còn nếu chưa đủ á thì chúng tôi cũng, các anh em khác cũng tự động, nghĩa là mỗi người một ít trợ góp. Cho nên chúng tôi hoan nghênh cái tinh thần của các anh em, và chúng tôi nói là cái công đó là cái công tinh thần của các anh em, chẳng hạn như anh Hùng, anh mấy anh, tất cả những anh này cũng sẵn sàng khi mà tôi nói bây giờ nếu trường hợp đó là tốn bao nhiêu, mấy ông nói ok anh cứ làm đi rồi tôi sẽ đóng góp đó, chứ không. Cho nên mình ở đây đó, mình không có vinh danh một cá nhân nào, tôi chỉ là cái người một trong những người trong tất cả các anh em mà thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyện này vinh danh tất cả những anh em có lòng nhưng mà họ không đóng góp là vì lý do là mình chưa còn đến cái sự đóng góp của họ đó, đó. Còn người mà thực sự đã đóng góp chút đỉnh thì là trong đó có Tuấn Linh, có tôi và có anh Châu Sá, có anh Hùng, có anh Dũng này kia, đại khái là trong cái chuyện có anh đó, thì tôi xin thưa như vậy. Tôi một lần nữa là tôi vinh danh và tôi cảm ơn cái sự đóng góp của các tất cả các anh bạn bè mà ngồi uống cà phê của chúng ta đó, chứ không phải là không phải của mình tụi tôi đâu. Nhưng mà các anh chưa có đóng tiền được là vì không cần tới cái số tiền đó, tại cái nó đủ rồi đó, đó là cái vấn đề thật sự tôi xin thưa với các anh. Anh Tha, yeah. Đồng ý anh em chúng tôi đó là U80 hoặc là U80 mà ăn tiền thất nghiệp, ăn tiền cụ nhân, có những anh đóng góp 500 đồng, tức là một tuần của cái tiền mà tiền quyết định dành, thì anh nghĩ là sao? Của những người khác lại nằm lơ đi, đó, bịt mặt bịt tai, không thấy cái đó, tôi không nghe, không thấy, không biết. Đó, thì vậy đó, anh thấy đáng nhục. Bởi vì hồi nãy tôi có lớn tiếng chút là tôi nhắc lại, bây giờ cũng lớn tiếng như nãy nữa là mấy ông à, ông Phan Huy Bách, ông Lâm Xuân, ông đồ đó nha, mấy ông mà xứng đáng rồi mà đi ra một đường mà mang hai ba cái bông mai, bây giờ bông mai là cái gì, là cái gì mà phải cho nó xứng đáng, càng có cấp bậc càng cao cái đó, càng có trách nhiệm lớn, chứ không phải là nói là đó tôi mang đại quý thiếu tá rồi bây giờ tôi cái đó chưa rồi, chưa quá rồi diễn, để dẹp qua cái diễn. Okay, yeah. Cảm ơn anh Nhuận đã và anh Thạch đã cho ý kiến, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng là cái hội đồng người Việt gốc thì làng Úc Châu có lập ra để làm những cái công việc mà xin thưa quý vị khán thính giả là những cái công việc mà đúng lý ra ban chấp hành tiểu bang và ban chấp hành liên bang phải làm nhưng mà họ không làm, thì chúng tôi cái hội đồng người Úc gốc Việt tị nạn cộng sản Úc Châu này đã sẽ làm những cái gì mà thấy là lời cho người đồng hương và lời cho cái người dân tị nạn ở đây thì chúng tôi làm. Chẳng hạn như là những cái bức hình của mấy vị tướng đó đã 3 năm rồi mà không có ai thèm ngó ngang gì cả. Thì bây giờ chúng tôi nhờ sự đóng góp của tất cả các anh em, các chiến hữu và cũng như là những cái người mà có cái lòng với những cái vị tướng đó, họ làm mà họ đem lại một cái sự uy nghi cho cái những cái đóng góp vô đó để mà được nhớ cái công lao của những cái vị mà đã tuần tiết ngày 30 tháng 4 75. Yeah. Tôi xin thưa anh cái là cái vấn đề này đó, mình làm xong như vậy đó nhưng mà bọn xấu chưa chắc nó để cho mình để yên như vậy, thì cái chuyện mà làm đó, tụi tôi, anh em chúng tôi, một số người cũng như cái ủy ban của này cũng sẽ tiếp tục
sửa lại, làm lại. Nếu bọn xấu phá hoại thì chúng tôi cũng phải tìm cách để mà hoàn chỉnh lại. Đó là cái nguyện vọng của chúng tôi. Cá nhân tôi thấy sau khi mà cái công trình này được hoàn tất, thứ nhất là anh Bình xây 5 bức hình, sau đó anh em làm cái khung bằng mica phủ che phủ 5 tấm hình, thì cái khả năng mà cái bọn mà biết bố mày là ai không á thì họ không có cái dịp nào mà để mà phá hoại nữa đâu. Thì cái thành ra chúng tôi rất là hoan nghênh cái việc làm của các anh Bình và tất cả anh chị em khác mà đã đóng góp vào việc này. Thì đó là cái việc mà tôi thấy, thì hy vọng là tất cả anh chị em xuống có dịp xuống Mang Sao thì ghé ngang qua để thấy cái mục kích cái những cái bức hình mới và cái cách mà anh em chúng ta làm như vậy. Thì có đạt yêu cầu chưa hay là còn phải bổ túc gì thêm thì xin góp ý kiến. Thì đại khái như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và cái buổi nói chuyện của chúng tôi tới đây thì cũng là tạm kết thúc. Nhưng mà trước khi kết thúc thì chúng tôi cũng xin mời anh Hùng nói qua về cái thơ mời của cảm ơn Thái. Thì đề mà sở dĩ anh em chúng tôi trong cái chuyện thế sự mà phải đại đạt cái thư mời chính thức á, tại vì qua cái ý kiến của tất cả bà con á, chúng ta chỉ nêu là mời anh Hà Cao Thắng và Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do đến với chương trình chúng ta để mà trình bày những việc làm của Ban Chấp hành, kế hoạch của Ban Chấp hành như thế nào. Chúng ta nói lên thì họ nói, bà con nói như vậy cũng chưa được, chúng ta phải làm cái văn thư chính thức gửi cho Ban Chấp hành. Thì qua cái góp ý của tất cả mọi người á tham gia chương trình này á, thì anh em chúng tôi có làm cái viết một cái văn thư gửi qua email cho anh Hà Cao Thắng, mời anh Hà Cao Thắng và Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do sắp xếp thời gian để mà đến với chúng tôi trước là để giới thiệu cái hoạt động của Ban Chấp hành, chương trình công tác như thế nào, những gì Ban Chấp hành đã thực hiện được và kế hoạch sẽ làm việc trong tương lai những gì, thì để cho trình bày trong cái chương trình của chúng tôi để mà cho bà con đồng hương ta biết. Nhưng mà vẫn như là lúc trước kia chúng tôi có gửi cái thư vụ 72.000 đề nghị là anh Hà Cao Thắng giải thích tại sao mà khi thì cho, khi thì mượn, mà anh cũng lặng, tới hôm nay cũng chưa thấy trả lời gì đó. Thì chúng tôi là viết cái thơ chính thức gửi vào ngày 7 tháng 7 2024, cho đến hôm nay là coi như là 3 tuần rồi. Chúng tôi chỉ sau khi chúng tôi gửi cái thư email thì được một cái thơ gọi là automatic reply á, thì nói là nó nhận được rồi, như vậy thôi. Nhưng mà thư chính thức của Hà Cao Thắng và Ban Chấp hành thì không thấy tâm hơi gì cả. Ví dụ như là chúng tôi có nhận được thư rồi, vấn đề xã giao với nhau, chúng tôi gửi bằng thư thì email thì ít nhất Hà Cao Thắng là Ban Chấp hành phải có đại diện, như là bà thư ký Túy Phượng gì đó, bà thạc sĩ tuyên truyền báo chí mà không lẽ bà viết thư được sao, mà không thấy nhận, chúng tôi không nhận được cái thư trả lời nào của Hà Cao Thắng cả. Thì sẵn cái chương trình này, chúng tôi một lần nữa nhắc Hà Cao Thắng, anh phải trả lời cho chúng tôi, anh có đồng ý đi lên hay không, là anh không có đồng ý, anh không có muốn xuất hiện để chúng tôi biết, khi chúng tôi cứ trong ngóng, chúng tôi chờ hoài, chúng tôi không gửi thư ấy, thì mấy anh nói tại sao anh không có gửi thư, khinh anh, chúng tôi gửi thư, anh là khi chúng tôi không đáng để mà anh viết thư gửi sao. Thành ra chúng tôi đây lần này là lần thứ nhì, chúng tôi yêu cầu anh Hà Cao Thắng, Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do, có cô thư ký là cô Túy Phượng và anh Hiếu Trung, dân có học không à, thủ quỹ thì bác sĩ Bình, không lẽ mà bác sĩ Bình chúng tôi có thể đọc tiếng Anh được. Tôi thấy tại vì lúc này mà Ban Chấp hành Cộng đồng tôi là dùng tiếng Anh đi gửi trên Facebook không à, thành ra yêu cầu anh Hà Cao Thắng phải trả lời chúng tôi, không thể nào mà khóc mà cứ lẳng lặng như vậy được. Nhân tiện anh Hùng nhắc tới cái vụ này đó, thì chúng tôi cũng xin thưa với ông Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales và ông Chủ tịch
Ủy ban giám sát của cộng đồng người Việt tự do New South Wales, là chúng tôi nói đây là cái tiếng nói của truyền thế sự, nhưng mà cũng phải là chúng tôi nói không thôi, và chúng tôi gom hết tất cả những cái ý kiến của các đồng hương, của các cái độc giả, của các cái hội đoàn để nói với ông chủ tịch ban chấp hành Hà Cao Thắng. Mà chúng tôi xin thưa ông như thế này, nếu mà chúng tôi nói mà chúng tôi có thể là đưa ra cái thời gian để cho ông, cho chúng tôi biết ông đã có đồng ý hoặc là ông chống lại những cái đòi hỏi của đồng hương, thì xin ông cho biết. Và nếu mà chúng tôi chờ trong một cái thời gian nào đó nó có hạn thì chúng tôi sẽ phản ứng. Đó, xin thưa với tất cả quý vị như vậy. Anh Bình có nói gì không? Dạ, anh Bình có muốn nói gì nữa không? Không, nhưng mà tôi cũng cuối cùng tôi cũng xin nói là cái việc mà làm tạo những cái sửa, tu sửa lại năm hình của ông tướng đó, là cái đó là tấm lòng của tôi, vì tôi là một cựu quân nhân, mà cái danh dự, trách nhiệm và tổ quốc, người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng phải in sâu trong lòng. Cho nên cái danh dự của những vị tướng đó và trách nhiệm của tôi phải làm và phải sửa, cái đó là cá nhân tôi quyết định như vậy. Dạ, thì một lần nữa chúng tôi cũng xin được đại diện cái hội đồng người Việt gốc tị nạn Úc Châu của New South Wales cũng như là của toàn thể liên bang đó của người Việt, thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn và ngỏ lòng biết ơn tất cả các quý anh đã tham gia trong cái việc tu bổ năm cái vị tướng và trùng tu và cố làm thế nào để cho bảo vệ những cái hình ảnh đó được tốt. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa tôi nên chuyện làm quà trước đây. Dạ, dạ. Tại vì 3 tháng rồi tôi cũng vắng mặt ở đây đó, thì tôi cũng muốn lấy cái chuyện người đi xa về làm quà cho vui chút, cũng khoe khoang chút quý vị. Tôi có đứa con ở bên Nhật, nó đưa tôi đi chơi, thì đưa vô cái công viên gì đó mà tôi quên rồi, tại tiếng Nhật dài dài quá. Thì vô đó có 3 cái bức tượng, 3 con khỉ, thì tôi cứ thắc mắc. Thì con gái tôi nó giải thích cho tôi nghe đó, cái bức tượng 3, một con khỉ bịt mắt, một con khỉ bịt miệng, không phải con khỉ bịt lỗ tai. Thì nó giải thích là cái ý của cái ông tạc tượng đó, đó là không nhìn thấy những điều xấu, không nghe những điều xấu và không nói những điều xấu. Đó là một cái triết lý. Nhưng mà về đây tôi mới nghe, tôi mới biết là chứ là không cần phải về đây nữa, từ trước giờ đó là mấy ông cũng 3 cái vậy, cũng bịt mắt, bịt miệng và bịt lỗ tai để mấy ông không nghe cái gì, không có thấy cái gì, chửi mấy ông không nói, đăng lý mấy ông không nói. Thì mấy ông đúng là ngược lại của cái triết lý của người Việt đó. Tôi nhắc lại triết lý người Nhật là 3 con khỉ ra, một con khỉ bịt mắt, bịt mũi, bịt miệng, bịt lỗ tai, là không nghe điều xấu, không thấy điều xấu, không nói điều xấu. Còn mấy ông này không nghe điều tốt, không thấy điều tốt, không gì hết. Cái đó là chuyện tiền. Cảm ơn anh Nhuận đã cho một cái câu chuyện khôi hài và... Không phải khôi hài, chuyện tiền. Khôi hài. Khôi hài mà có vẻ triết lý ở đây, để cho, để thay cái lời kết thúc cái buổi thể sự 147 hôm nay. Và chúng tôi xin đại diện cho toàn thể quý vị và quý anh chị ở trong cái ban thể sự xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả và chúc quý vị một đêm ngon lành. Xin cảm ơn quý vị.